Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản niêm phong thu giữ một lượng hàng hóa may mặc làm giả một số nhãn hiệu nổi tiếng tại một công ty ở thành phố Biên Hòa. Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Hoàng Khải do ông Nghiêm Văn Lý, ngụ tại tổ 11C, khu phố 12, phường An Bình, thành phố Biên Hòa làm chủ. Lực lượng chức năng đã phát hiện doanh nghiệp này đang gia công trang phục, mang một số nhãn hiệu nổi tiếng, có dấu hiệu giả mạo. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện công ty chưa chứng minh được hàng hóa trên là hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ 6 ban hàng và nhiều nguyên liệu không có hóa đơn nguồn gốc. Hiện lực lượng chức năng sẽ tiến hành giám định lượng hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.